Vài năm trở lại đây, nhiều nghệ sĩ bắt đầu tận dụng sức ảnh hưởng của mình để kinh doanh trên trang cá nhân fanpage. Đáng nói, không ít người vô tư bán hàng nhái, hàng kém chất lượng một cách công khai, gây ảnh hưởng trực tiếp tới chính fan của họ. Mới đây, cộng đồng mạng dậy sóng trước thông tin Quỳnh Quỳnh, vợ của danh hài Lê Dương Bảo Lâm bị cơ quan chức năng xử phạt. Cụ thể, cửa hàng do Quỳnh Quỳnh là người đại diện và kinh doanh hơn 10.300 sản phẩm mỹ phẩm các loại là hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 60,5 triệu đồng. Ngoài ra, vợ của Thánh livestream bán 1.118 chai nước hoa có giá trị 29,5 triệu đồng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci, hai thương hiệu đã được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam. Chính vì thế, cô không chỉ bị xử phạt hành chính tiêu hủy hàng giả mạo mà còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong thời hạn 2 tháng. Thông tin này thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với việc kinh doanh trái pháp luật của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm. Trước làn sóng phản đối dữ dội của netizen, hiện tại Quỳnh Quỳnh đã khóa fanpage, còn Lê Dương Bảo Lâm đã đóng phần bình luận trên fanpage của mình do có quá nhiều netizen tràn vào chỉ trích. Trước đó, trong chương trình trò chuyện với siêu mẫu Xuân Lan, Lê Dương Bảo Lâm từng đáp trả gay gắt khi bị mỉa mai, nghệ sĩ xuống cấp khi đi livestream bán hàng online. Lê Dương Bảo Lâm nói, từng là một người nghệ sĩ hài trẻ không được chú ý đến mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Chính vì vậy mà em phải làm những điều đó từ cánh gà để tập trung gây sự chú ý về mình như gọi mọi người ơi, từ đó nó trở thành câu đặc trưng mỗi lần livestream của em. Lê Dương Bảo Lâm từng trải qua thời gian áp lực vì những bình luận như đồ nghệ sĩ rẻ tiền, ế xô lắm sao, tẩy chay nó đi. Thậm chí anh bị khán giả quá khích chửi bới trên trang cá nhân, hack Facebook dẫn đến phải đền hợp đồng. Một số đối thủ còn chơi xấu anh bằng cách cướp khách, giao hàng kém chất lượng cho khách. Vậy nhưng Thánh livestream không để cảm xúc tiêu cực đó bám lấy mình quá lâu. Sau cùng anh thấy bản thân không làm điều gì sai và mỗi công việc đều đáng trân trọng nếu nó là lao động chân chính. Mải mê bán hàng online, có lúc Lê Dương Bảo Lâm ngừng hoạt động showbiz gần nửa năm vì không có bộ show nào mời. Tôi giật mình vì suốt 6 tháng không nhận được bất cứ lời mời nào. Có lẽ ban tổ chức chương trình e dè một nghệ sĩ mãi livestream bán hàng sẽ không tập trung cho nghệ thuật. Từ đó tôi tích cực tham gia nhiều hoạt động showbiz, cân bằng giữa việc kiếm tiền bằng livestream và biểu diễn, anh nói. Nói tới câu chuyện bản thân phải nhận rất nhiều bình luận chỉ trích mỉa mai khi đi livestream bán hàng, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ rằng, ban đầu bản thân cũng cảm thấy chạnh lòng, nhưng nghĩ tới vợ rồi cuộc sống thì cố gắng vượt qua hết. Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ, không có gì phải xuống cấp khi mình nhận bán hàng online cho nhiều nhãn hàng khác nhau, ngay cả những món hàng dành cho phụ nữ em cũng không ngại. Cái gì không biết thì em hỏi vợ, không có gì mắc cỡ cả, miễn là mình hết lòng và tìm hiểu về nó để giao lưu với khán giả khách hàng có tương tác tốt là được. Bên cạnh đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng khẳng định trước khi nhận livestream, anh luôn tìm hiểu các thành phần cho tới giấy tờ chứng nhận để đảm bảo sản phẩm đó an toàn. Tuy nhiên, chính phát ngôn này khiến vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm bị chỉ trích gay gắt hơn nữa khi vướng lùm xùm bán nước hoa giả. Về chuyện nghệ sĩ bị chỉ trích vạ miệng khi livestream, Lê Dương Bảo Lâm tâm sự rằng bản thân chưa từng cố ý mà do lúc làm việc nói quá nhanh nên nhiều khi bản thân khó có thể kiểm soát được lời nói. Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ rằng mỗi lần dính phốt vạ miệng, anh chỉ biết im lặng cho qua chuyện.